đội bóng Bayern đã đoạt được cúp, thắng đối thủ mà rất là mạnh với tỷ số 2-0. Và cái chiến thuật hay là cách hay là chiến thắng của họ dường như lặp lại của năm trước. Cúp C1 năm ngoái, Bayern cũng loại Dortmund ở 30 phút cuối. Và trước khi trận đấu ngày hôm qua, tôi có đọc một bài phỏng vấn với một cầu thủ nổi tiếng tại Dortmund. Ông đã trả lời đúng cái gì mà ngày hôm qua đã lặp lại như vậy nhưng họ không thắng được. Ông ta trả lời rằng chúng tôi đã bị thua đợt trước 30 phút cuối vì không đủ sức. Và lần này chúng tôi sẽ không để bài học lặp lại nữa. Nhưng trận đấu ngày hôm qua lại lặp lại đúng trong 30 phút cuối hiệp phụ. Câu chuyện đó đưa dẫn chúng ta tới điều gì ngày hôm nay? Tới điều ở chỗ, nếu như thất bại của bạn ngày hôm qua, bạn không học được rút cho bạn kinh nghiệm cho ngày hôm nay, thì thất bại hôm qua sẽ lại lặp lại y chang như vậy ngày hôm nay. Và nếu như ngày hôm nay bạn lại không ngồi rút ra kinh nghiệm tại sao tôi thất bại, thì không cần phải nói tiên tri, ngày mai bạn sẽ lại ngã đúng vào cái hố mà ngày hôm nay bạn đang nằm. Bởi vậy cho nên chúng ta đã có những kinh nghiệm dân Do Thái 40 năm đi vòng trong đồng vắng, cũng cái hố đó, cũng cái vòng đó 40 lần, 40 năm họ đi và ngã vào chỗ đó. Có một đoàn du lịch, họ vác ba lô đi thám hiểm vùng rừng núi Amazon. Họ đi ở trong rừng như vậy để chụp ảnh, nghiên cứu. Và đi lội suối, đi qua con suối đó. Người ta nhảy từ viên đá này sang viên đá kia. Và có những người nhảy một viên đá để nhảy lên bờ, sập ngã. Nhảy được lên bờ, quần áo ướt, quay sang chửi. Người khác nhảy lên viên đá, ngã, lại quay sang chửi. Còn riêng một ông già, cỡ tuổi của ông An tại đây, ông cũng nhảy qua như vậy và bị ngã ướt. Ông sắn quần lội xuống, kê lại viên đá. Ông lấy viên đá khác kê lại, dẫm chân lên như vậy. Ông thấy chắc rồi, ông khoác ba lô đi tiếp. Bạn nhìn thấy ở đoàn du lịch đó ai là người khôn ngoan? Cái người cuối cùng đó đã ngã. Ông ta rút kinh nghiệm tại sao ngã. Và ông ta đã biến cái ngã của mình để cho người đi sau không ngã. Bởi vậy cho nên chúng ta vừa rồi dâng hiến tiền bạc, chúng ta tương lai có tòa nhà tại Berlin. Bạn và tôi là những người cha, người mẹ, phụ huynh, để cho con lại chiếc xe ô tô hoặc một công tô khoảng mấy chục ngàn, để đến năm 18 tuổi nó có tiền để đi học lái xe hoặc cưới vợ, cưới chồng. Nhưng bạn ơi, tôi muốn khuyên bạn và muốn nói cho bạn biết một tài sản khác, mà tài sản đó gọi là phi vật chất. Còn bạn cần hơn, cần hơn mười mấy ngàn, cần hơn 20 ngàn bạn tiết kiệm trong công tô của bạn. Nó cần mối quan hệ vợ chồng với nhau, nó cần phải nhìn thấy, nó cần mối quan hệ gia đình yên ấm như thế nào. Hãy sắp xếp thời gian để có thời gian cho gia đình. Hãy đi nghỉ cùng với gia đình, nghỉ hè với nhau. Trong vài ba ngày đó, bạn sẽ cho con bạn nhìn thấy mái ấm gia đình như thế nào. Cái đó mới giữ được hạnh phúc của nó sau này. Và khi vợ chồng bạn có những mối va chạm với nhau, hãy giải quyết như thế nào đó cho con nhìn thấy. Hãy trang bị cho con của mình sự khôn ngoan. Con của bạn, con tôi cần nguyên tắc sống hơn là của cải vật chất. Nếu chúng ta đã thất bại trong cuộc sống, đau khổ trong cuộc sống, thì hãy cùng ngồi lại rút kinh nghiệm tại sao, để trang bị cho con của mình. Cái thất bại của bạn nó không uổng phí đâu. Amen anh chị em. Tôi ngồi ở trong nhà của tôi uống cà phê, nhìn ra ngoài đường người ta đi, họ đi ngang qua sân nhà tôi, thấy một người đến điểm đó ngã, thấy một ông già đến điểm đó ngã, thấy một bà đi ngang qua đến điểm đó ngã. Tôi không thể ngồi
uống cà phê và cười hò. Tôi sẽ đặt cho tôi câu hỏi, tại sao ba con người giới tính khác nhau, tuổi khác nhau, sức khỏe khác nhau mà lại ngã đúng ở sân nhà tôi? Tôi không thể đợi người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Có thể người thứ bảy lại là vợ tôi. Có thể người thứ tám là con của tôi sẽ ngã vào nơi đó. Nếu kẻ khôn ngoan sẽ đứng dậy, bỏ cốc cà phê lại, ra ngoài sân ngắm xem, nghiên cứu. À, không phải họ dở, không phải mắt họ quáng, mà là sân nhà mình có cái hố. Phải lấp nó lại, nếu không vợ, bạn, con bạn sẽ ngã vào chỗ đó. Bạn cũng sẽ ngã vào chỗ đó. Amen. Amen. Ai đang ngồi tại đây giơ tay tôi xem nào. Hỏi câu hỏi thật đấy. Ai đang ngồi tại đây giơ tay tôi xem nào. Bởi vì có những người đang ngồi tại đây mà không tại đây. Mọi người hiểu không? Kẻ, cái người mà không giơ tay có nghĩa là mặc dù ở đây mà không ở đây. Hỏi lại, ai là người đang ngồi tại đây giơ tay tôi xem nào. Ok, ai là người không tại đây giơ tay tôi xem nào. Người giơ tay là đặc biệt. Không ở đây mà vẫn giơ tay được. Cái đó là cái mà hầu như bà vợ nào cũng biết ông chồng của mình. Rõ ràng ông ngồi nghe mình nói đấy mà ông không còn ở đây nữa. Thế nên chúng ta hãy tập trung lại, bởi vì có nhiều khi một lời mà bạn nhận được thay đổi toàn bộ cuộc đời của bạn. Đó là kinh nghiệm của tôi như vậy đấy. Một lời đến với tôi thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi. Thay đổi không phải chỉ tôi, mà thay đổi vợ tôi, thay đổi cả con tôi, thay đổi cả ngàn người khác. Bởi vậy cho nên đừng bao giờ coi thường một lời đến từ Đức Chúa Trời. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng đừng bao giờ coi thường lời đến từ Đức Chúa Trời. Những kẻ vừa rồi mà giơ tay, tôi muốn nói với bạn biết một điều mà có thể bạn chưa biết. Bạn được tạo dựng để lãnh đạo. Hỏi lại này, ai đang ngồi tại đây giơ tay tôi xem nào. Ok, hầu hết rồi. Những kẻ vừa giơ tay đó, tôi nói cho bạn một điều mà có thể bạn không biết. Có thể bạn cố tình không biết hoặc bạn chối bỏ nó. Nhưng sự thật luôn luôn là sự thật. Chúa tạo dựng ra bạn để là người lãnh đạo. Có nói với tôi amen không? Có một số người rất là mặc cảm nói từ amen. Và tôi đang làm thuê này đâu phải người lãnh đạo. Bạn ơi, mỗi một người được tạo dựng ra để lãnh đạo. Ít ra bạn được tạo dựng ra làm mẹ. Ít ra bạn được tạo dựng ra làm chồng, làm cha. Bạn đang dẫn ai đó đó bạn. Bạn đang dẫn ai đó đi theo bạn đó đó bạn. Thành ra tính cách của bạn đi sẽ tạo ra một con đường. Nếu tính cách của bạn có cái hố, người đi theo bạn sẽ ngã vào cái hố đó. Thành ra bạn ơi, nếu 30 năm bạn sống trên đời này rồi, nếu 30 năm bạn đã làm việc mà có hàng chục người phạm với bạn một tội giống hệt nhau, thì đã đến lúc bạn ngồi lại xem lại bạn, chứ đừng đổ tội cho họ. Nếu như hàng chục người phạm với bạn một tội giống hệt nhau thì đừng đổ tội cho họ. Bạn xem lại bạn đi. Trong tính cách của bạn và tôi phải thay đổi một cái gì đó. Và khi bạn thay đổi rồi thì bỗng nhiên cái kẻ đó không còn nữa. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Có người thấy người nào cũng có mùi nước mắm. Chạy hết chỗ này vẫn thấy người nào cũng có mùi nước mắm. Họ phát hiện ra mắm dính ở đây. Đổi tội cho ai cũng có mùi mắm tôm và nước mắm. Hóa ra quẹt mắm tôm vào mũi của mình. Thành ra đi đâu cũng ngửi thấy mùi mắm tôm. Quay sang hỏi người lân cận rằng có ngửi thấy mùi mắm tôm không? Đó chính là nguyên nhân tại sao có bài giảng ngày hôm nay. Nó có tựa đề là tại sao tôi đau khổ. Ai đã từng một lần đau khổ trong đời giơ tay tôi xem nữa. Tôi giơ cả chân nữa cơ. Tại sao tôi đau khổ? Bạn ơi, đau nó không phải là khổ. Nhưng đau sẽ là khổ nếu như bạn đau tiếp mà không biết tại sao đau. Bởi vậy cho nên mỗi khi bạn thất bại,
nó không phải là thất bại nếu bạn biết tại sao thất bại. Đau sẽ không bao giờ khó nếu như bạn biết đau là vì đâu mà đau. Bạn rút ra kinh nghiệm, bạn sẽ giúp cho người khác không đau. Nghèo không phải nhục, nghèo không phải khó nếu bạn biết tại sao nghèo. Và khi bạn biết tại sao bạn nghèo thì bạn không những giàu lên mà còn giúp cho vô số những người khác từ nghèo thành giàu. Thành ra nghèo không phải là khổ, đau không phải là khổ, thất bại nó không phải là thất bại. Amen, amen. Trước đây 5-6 năm trước, mỗi khi có thời gian rỗi, tôi thường cùng với cậu con trai tôi đá bóng. Và thường nó thắng. Một buổi chiều nọ, vợ tôi nấu ăn ở trong bếp. Hồi đó tôi vẫn còn, chúng tôi vẫn còn sống tại Lichtenberg, ở gần nhà anh Lê Hữu Cẩn. Cái nhà mà có tuổi của nó trải qua 3 thế kỷ vậy. Cái nhà đó là những cái nhà mà mùa hè vẫn phải đốt lò sưởi. Tiền thuê nhà rất là rẻ, như tiền trả năng lượng lò sưởi thì nhiều hơn tiền nhà. Và chúng tôi thường có một cái sân và đá bóng với con của mình. Hôm đó Danny ôm bóng ra xếp gôn trước hai bố con đá bóng. Tôi nói với vợ tôi rằng: em, hôm nay anh sẽ phải đá thắng con mình. Vợ tôi nhìn tôi mỉm cười, biết rằng tôi đang có chương trình gì đây. Và cô vừa nấu ăn trong bếp, vừa nhìn qua cửa sổ cổ vũ. Mở cửa sổ ra bắt đầu đá. Danny sút bóng và nó thắng được 3-1. Sau khi thắng được 3-1 rồi, tôi quay lại nhìn cửa sổ, thấy vợ tôi đứng nhìn cửa sổ, tôi bảo, gật đầu như vậy, nói rằng bắt đầu đấy. Và bắt đầu tôi đá 3 đều 4-3 5-3. Đến 5-3 rồi Danny không thèm đá nữa. Nó vứt bóng luôn, nó bảo không, Danny không đá nữa, Danny đi vào nhà đây. Nó vào nhà dập cửa, tôi ngồi ngoài ôm quả bóng, suy nghĩ về con của mình. 5-7 phút sau tôi bước vào phòng của nó. Nó ngồi trong phòng. Tôi nhìn con tôi và nói cho con ạ. Thua đâu phải là thua đâu con. Chúng ta cần phải học cách thắng và học cách thua nữa. Biết học thắng và biết học thua. Vừa rồi tôi về thăm bố mẹ tôi, ông hàng xóm tóc bạc phơ, đạp cái xe đạp, đi ra cái quán cóc ngồi uống chè, rồi trông lơ thơ mơ, trông mặt bơ phờ. Tôi hỏi: ô bố ơi, đây có phải là chú tên như vậy không? Bà vâng, chú đấy. Sao dạo này chú trông tiều tụy thế? Bố tôi nói rằng 10 năm rồi con ạ. Bà tại sao lại như vậy? Thằng con trai thi trượt đại học, nó đã bỏ nhà đi biệt xứ hơn chục năm, không thấy nó ở đâu, không biết chết hay sống, chỉ vì trượt đại học. Vì sao? Vì bố nó đã không dạy nó cách biết thua. Nó chỉ biết thắng thôi. Hỡi các bậc phụ huynh tại đây, hãy dạy con của mình không phải chỉ tri thức, mà hãy dạy và trang bị cho con của mình cả tính cách nữa. Có nhiều khi con của bạn nó không phải thất bại vì nó thất bại, mà thắng đã thất bại rồi. Luôn luôn tìm cách thắng. Ở Seoul có 6 cái cầu. Tại Hàn Quốc bây giờ có một tổ điều tra luôn luôn đi tuần ở trên 6 cái cầu tình đó. Vì sao? Bởi vì số lượng người nam nữ đến đó tự tử rất là nhiều. Cho nên cảnh sát phải luôn luôn tuần tra. Thấy có một nàng đã đứng ăn mặc thật là đẹp, nhìn cầu thấy nước chảy lơ thơ là lập tức phải đến hỏi: có chuyện gì không đấy? Đừng chết vội nhớ, bởi vì nó thành cho cái mốt rồi. Bạn ơi, tôi đã nói với con của tôi rằng: con ạ, không phải thắng là thắng đâu con, và không phải thua là thua đâu. Nếu con biết chấp nhận được cái thua để mà thắng ngày mai là con thắng đó con. Cho nên tại sao hôm nay bố phải đã thắng con là như vậy đó. Amen anh chị em. Cái đó là tài sản đó, chứ không phải là không phải tài sản đâu. Trang bị cho con của mình tài sản phi vật chất. Hay quay sang người lân cận nói rằng: chúng ta cần phải khôn ngoan với con của mình. Có một đứa con gái luôn luôn lọ mực có cát. Luôn luôn lọ mực có cát. Cứ chấm vào viết chính tả
là nhòe ra cả trang giấy. Về hỏi bố, bố tại sao lọ mực con luôn luôn có cát? Bố hỏi, thằng nào ngồi bên cạnh con? Đứa con gái nói, tên nó, ta biết ngay mà. Nó cho cát vào lọ mực của mày đấy. Và phát hiện ra đúng là nó. Bởi vì cạnh tranh. Hai đứa, đứa nhất đứa nhì lớp. Cho nên thằng kia muốn chọc gậy đánh xe, cạnh tranh không lành mạnh. Nó vác cát tống vào cái lọ mực của cái con bạn kia để cho nó viết chính tả dở. Bởi vậy cho nên chúng ta sống trong một cái xã hội luôn kèn cựa nhau. Khổ không phải vì nghèo, mà khổ vì mình không giàu bằng thằng kia. Thế thôi. Anh chị em thấy dở. Tôi khổ không phải vì tôi nghèo, mà tôi khổ chỉ vì không giàu bằng nó. Thấy có khổ không? Anh chị em thấy có giống giống ở đâu không? Tôi khổ không phải vì không có gì, mà tôi khổ chỉ bởi không nhiều bằng nó. Tôi khổ không phải vì không có xe, mà tôi khổ bởi vì xe tôi không đẹp bằng xe nó. Cái đó mới là cái nguy hiểm. Bởi vậy cho nên quay sang lân cận nói rằng, nhờ có Chúa mình không như thế. Bài giảng hôm nay, tại sao chúng ta đau khổ? Con cái Chúa thường khi gặp đau khổ lại đổ tội cho rằng tôi bởi danh Chúa mà chịu khổ. Có một chị bên Nga, sau khi đi truyền giảng về, gặp tôi ngày Chủ nhật vui mừng lắm, khoe. Ôi mục sư ơi, tôi vì danh Chúa chịu khổ. Tôi bảo, thì chị kể cho tôi nghe, vì danh Chúa kiểu gì mà chị chịu khổ? Tôi đi truyền giảng nha, gặp một cái lão đó nha, lão chưa kịp nói gì, lão đã hỏi tôi, thế bà trả lời cho tôi xem, Giê-xu sinh ra từ đâu? Từ đâu đến? Tôi bảo trả lời, từ California. Thế là ông chửi tôi tè tát, tôi bởi danh Chúa mà chịu khổ đấy. Tôi bảo, đây không phải bởi danh Chúa, mà bởi chị thiếu học. Đã không biết thì ngồi im, đã không biết thì trả lời rằng tôi cũng chưa rõ lắm, để về hỏi lại sau. Ai lại trả lời Giê-xu từ California? Chị bảo, thế thì bao nhiêu ông Mỹ sang đây giảng cho mình mà. Mọi người hiểu không? Còn một cái dạng khác, luôn luôn than vãn. Ôi ông bà ơi, anh chị em ơi, tôi ở lành mà toàn gặp ác. Tôi ở lành mà toàn gặp ác. Bà thấy ở lành chỗ nào? Đấy nhá, cái con mụ này tôi đã cho nó vay 8 đồng rưỡi nhá, từ cái đây 7 năm, 9 tháng trước nhá. Cái con mụ này cho 20 đô, 25, chính xác là 25 đô 3 sen nhá. Và lúc giờ này, chính xác lắm. Thấy ra khi làm tốt cho người khác, kể cho cả thành phố nghe hết rồi. Nhưng mà khi có hoạn nạn thì luôn đổ tội cho hoàn cảnh người khác mang tới. Thế chúng ta cùng nhau xem xét, đừng nhìn người bên cạnh và đừng bao giờ nghe hộ người bên cạnh, hãy nghe cho chính bản thân mình. Amen. Tại sao chúng ta đau khổ? Ở đây có 7 nguyên nhân dẫn tới chúng ta chịu khổ. 1, vì sự thiếu hiểu biết của bạn. Nếu chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ mang sự đau khổ tới. Bạn nói rằng, wow, tôi vào cái ngày này, vào cái tháng này, ở Việt Nam toàn mặc quần đùi áo mây ô thôi. Thành ra đi sang Đức, tôi cứ mặc quần đùi áo mây ô cho nó mát. Bạn ơi, cái thời tiết này mà cứ mặc quần đùi áo mây ô cho mát à? Sự thiếu hiểu biết của bạn dẫn tới bạn bị ốm. Giữa trời tuyết rơi như vậy mà bạn cứ mặc phong phanh, bảo mùa đông ở nhà tôi chỉ mặc thế vậy thôi thì không cần mặc áo đông. Sự thiếu hiểu biết mang tới cho bạn sự chịu khổ không cần thiết. Amen. Thành ra hãy ra thêm cho mình sự khôn ngoan. Lời Chúa nói rằng dân ta bị tiêu diệt bởi thiếu sự thông biết. Để đầu tiên phải luôn xét mình trước. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Xem xét tại sao tôi lại gặp thất bại đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai, lắng nghe này. Nguyên nhân thứ hai, sự đau khổ tôi đang phải gánh bởi vì người trong gia đình tôi, một đối tác cùng làm việc với tôi mà tôi giao việc không cặn kẽ và không đúng chức năng và tài khả năng của họ. Cho nên khi họ làm thủng thuyền,
thì tôi cũng chìm cùng với họ. Amen. Thật ra người thợ máy đừng cao cho trở thành anh hoa tiêu. Hoa tiêu không thể là người lái tàu được. Hãy tìm và đặt đúng người vào đúng việc. Từ sự thiếu hiểu biết của người khác mà hậu quả chính chúng ta phải gánh. Do sai lầm, có thể con cái của bạn, của người thân của bạn, của nhân viên làm việc mà giám đốc phải chịu lỗ. Hãy học khôn ngoan, rút bài học từ thất bại, nhìn nhận khả năng của mỗi người, sau đó mới giao việc. Đừng có giao việc đại. Không có một người nào là không có tài. Chỉ có cái tài nào thì bạn phải khám phá. Amen. Dạ, tất cả những người ngồi ở trước mặt tôi đây đều có tài hết. Đều có tài hết. Bạn bảo, mục sư nói như vậy, tôi biết rõ ràng cái con mụ này đâu có tài gì. Cái mồm loa mép dài, tài mồm loa mép dài đấy. Miễn làm sao mà chỉnh lại cái động cơ từ trong lòng là cái mồm loa mép dài đi truyền giảng tin lành tốt lắm đấy. Mục sư nói sai chứ, cái thằng này ích kỷ lắm, nó tính toán từng xu. Đấy là làm thủ quỹ tốt lắm đấy. Chứ có cái là cái tính xấu nó biến cái tài nó làm thành xấu thôi. Chỉnh cái bên trong, cái bên ngoài nó thay đổi. Cái thằng này tham ăn lắm. Tham ăn bởi vì nó có khả năng ăn, thích ăn ngon. Thế ra cái loại này mà trang bị cho nó nấu ăn tốt lắm. Sao cười? Đang nói về bản thân mà thấy đúng tim. Và cho nên hỡi anh chị em, chúng ta cùng nhau nhìn nhận khả năng của người khác, cũng nhìn nhận những sai sót của người khác nữa. Amen. Và bản thân của mình để chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen anh chị em. Có nói được amen không nào? Hallelujah. Tiếp theo, chúng ta thất bại hay là đau khổ bởi một nguyên nhân nữa, nguyên nhân thứ ba. Đó là sự kiêu ngạo của bản thân, không nghe lời khuyên dạy nên gánh hậu quả sau này. Có một anh chàng đi cưa cây về làm củi. Anh ta cầm cái cưa, chọn đúng cành cây to và anh ta ngồi cưa. Nhưng chỉ có một cái điều là anh ta ngồi vị trí sai. Người ta đi ngang qua nói, mày cưa này nó mà gãy cây là mày ngã đầu tiên. Ông ấy bảo là vớ vẩn, tao có cưa đấy, làm gì được tao. Ông cứ cưa, người khác bảo mày cưa này ngã đầu tiên. Bảo tại sao lại ngã, mày ngồi sai vị trí. Ông bảo tao thích như vậy đấy, cứ để. Và anh ta cứ cưa, cưa từ sáng cho đến chiều. Khi cây đổ là cậu ta rơi xuống đầu tiên, đầu đập xuống đất, may mà chưa chết. Khi vào bệnh viện cấp cứu, nằm ở trên giường bệnh, cậu suy nghĩ bọn này giỏi nhỉ. Từ sáng cho đến chiều, thằng nào đi ngang qua cũng bảo là cành mà đứt là mày ngã đấy. Tại sao nó lại biết mình ngã nhỉ? Câu trả lời đơn giản, bởi vì anh ta ngồi sai vị trí. Anh ta không ngồi ở phía gốc để mà cưa, anh ta ngồi ở ngọn, anh ta cưa gốc. Nghe lời khuyên của người khác cũng cần sự khôn ngoan, nhưng tránh trường hợp đẽo cày giữa đường, vác cày ra đẽo. Ông đi vác cày lại đẽo, không phải đẽo ở trong nhà, đẽo ra ngoài ngõ đẽo. Người ta đi từ miền xuôi lên miền ngược buôn, bảo cái cây này to đùng như vậy làm sao trâu có thể kéo được. Ông ta lại vứt đi đẽo cái khác, đẽo to hơn. Từ miền ngược xuống miền xuôi đi buôn hàng Trung Quốc, nói rằng cây to đùng thế này làm sao mà làm được. Và tiếp tục lại bỏ đi, cả cuộc đời không đẽo nổi cây cày, bởi vì anh ta không biết là vùng đất của anh ta là vùng trung du, không phải miền xuôi, cũng không phải miền ngược. Miền xuôi trâu nhỏ hơn, đất mềm hơn. Miền ngược trâu to hơn và đất cứng hơn, cho nên cày nó phải khác nhau. Anh ta lắng nghe người xung quanh, không nhìn vào đất của nhà mình, trâu của nhà mình và nhu cầu của nhà mình. Bởi vậy cho nên nghe lời khuyên cũng cần sự khôn ngoan nữa. Đừng có bất chấp lời khuyên và đừng có nghe đại mọi sự. Amen. Hallelujah. Đó là điều thứ ba. Sự kiêu ngạo, không chịu nghe lời dạy của người khác. Điều thứ tư, từ tội lỗi của mình
Kết quả của tội là sự chết. Cho nên khi bạn uống quá nhiều rượu thì chắc chắn dạ dày sẽ có vấn đề. Quá nhiều rượu chắc chắn bạn sẽ tai nạn ô tô. Bạn hút thuốc tiếp tục, bạn sẽ phá lá phổi của bạn. Bạn tiếp tục sa đà trong mạng Internet hoặc Facebook thì sẽ gặp nhiều tai họa nếu như bạn không tỉnh táo. Bởi vậy cho nên bất cứ một điều gì đều có giới hạn và ranh giới của nó. Mọi người hiểu không? Uống quá nhiều nước sẽ ỏng bụng, phơi nắng quá nhiều chết cháy. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Hãy sử dụng nó phải đúng phạm vi, đúng đối tượng. Bởi vậy cho nên tội sẽ mang tới cho bạn sự đau khổ. Điều thứ năm, ma quỷ phá phách. Và khi ma quỷ phá phách, hãy nhân danh Chúa mà đuổi. Điều thứ sáu, có những trường hợp đau khổ xảy ra bạn không có câu trả lời. Kinh Thánh chép rằng mọi sự được biết thuộc về con người, những điều kín giấu thuộc về Đức Giê-hô-va. Trong những hoàn cảnh như vậy, tốt nhất hãy làm như tôi và David vậy. Ngước mắt lên trên núi, cảm ơn Chúa vì con tin rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng bạn đừng bao giờ làm ngay lập tức điều đó khi bạn chưa suy xét năm điều phía trên mà tôi vừa liệt kê. Mọi người hiểu không? Khi vợ của bạn giận, bạn nhìn nàng giận, 3 ngày không có đồ ăn, bạn không thấy nguyên nhân gì, bạn bảo đây là mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, ngước mắt lên trời, Chúa ơi con cảm ơn Chúa vì vợ giận, con chả cần phải giải quyết gì hết, mọi sự Chúa khiến có ích cho con, xin lỗi bạn, nhầm rồi. Hoàn cảnh đó bạn sử dụng không đúng, phải xem lại xem tại sao vợ giận. Mọi người hiểu không? Nếu như 12 tiếng đồng hồ bạn luôn ngồi xem trên mạng, hỏi anh làm gì đấy? Anh đang nghiên cứu về tình hình Trung Quốc chiếm Biển Đông. Sao chiếm gì mà chiếm lâu thế? Và như vậy chắc chắn bạn giận rồi. Bạn thử đặt vợ bạn cũng nghiên cứu xem dạo này hàng nào bán hàng hạ giá. Mà 12 tiếng đồng hồ bạn có tức không? Tức chứ. Và như vậy chúng ta cùng nhau giải quyết từ phía mình trước. Amen. Amen. Amen anh chị em. Điều thứ 7 mới là điều đau khổ vì danh Chúa Giê-xu. Đó là 7 điều mà tôi vừa liệt kê ra. Thứ nhất là bởi cái thiếu hiểu biết của bản thân này. Điều thứ hai, thiếu hiểu biết của người cùng thuyền, cho nên thuyền thủng. Điều thứ ba, bởi sự kiêu ngạo không chịu nghe lời khuyên của người khác. Điều thứ tư, tội lỗi của bạn phạm. Điều thứ năm là điều gì anh chị em? Ma quỷ tấn công. Điều thứ sáu, không tìm được nguyên nhân. Điều thứ bảy là bởi danh Chúa. Và bây giờ tôi muốn cho anh chị em xem một số câu kinh thánh đã được lựa chọn ra dạy chúng ta biết một số điều. Nào xin mời hãy bật thánh kinh lên nào. Câu kinh thánh Châm Ngôn đoạn 14. Tôi hôm qua vui mừng vì Bayern đã nhận được cúp, nhưng cũng chia buồn với vợ tôi vì Dortmund đã bị mất cúp. Và một tin vui vừa rồi, Jeremy đã đàm phán với mẹ nó là chuyển từ Dortmund thành fan của Bayern. Tôi hỏi, thế con dụ dỗ mẹ kiểu gì? Nó bảo, mẹ ơi, Alaba là người tin Chúa ở Bayern. Mẹ sang Bayern đi, vì có Alaba là người tin Chúa đấy mẹ ạ. Mẹ nó bảo, ok, thế thì mẹ chuyển sang Bayern. Ok, bây giờ cùng nhau xem trên màn hình. Lời Chúa dạy, kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước của mình. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác, song kẻ ngu muội ở sắc sược và có lòng cậy mình. Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ mưu toan ác sẽ bị ghét. Trong bản dịch Kinh Thánh năm 2011 có ghi như sau này: kẻ dại dột ai nói gì cũng tin, nhưng người khôn ngoan thận trọng từng bước một của mình. Người khôn ngoan ghê sợ và xa lánh điều ác. Cho nên có nhiều khi sợ tốt đấy anh chị em. Không phải lúc nào sợ cũng tồi đâu. Tôi cảm ơn Chúa vì con trai tôi biết sợ, để nó không sờ tay vào lửa.
để nó không sờ tay vào điện, để nó không chạy ngang qua đường khi đèn đỏ. Sợ không phải lúc nào cũng tồi. Người công bình, người khôn ngoan, ghê sợ và xa lánh điều ác. John Wesley, một người đã cầu xin Chúa cho nước Anh: con cầu xin cha hãy ban cho con 70 người sợ tội lỗi. Không sợ cái gì hết ngoài sợ tội. Và Chúa đã ban cho John Wesley 70 con người đó. Làn sóng cách mạng vô sản Pháp đã bị dừng lại tại bờ biển nước Anh. Bởi vì trước đó 50 năm phấn hưng qua John Wesley, 70 con người đó đã mang tới cho nước Anh rồi. Cho nên đầu rơi máu chảy ở trong thời kỳ người khốn khổ của Giang Văn Giang không còn tới với Anh Quốc nữa. Bởi vậy cho nên người khôn ngoan ghê sợ và xa lánh điều ác, kẻ dại dột sống liều mạng và tự tin một cách cầu thả. Tự tin không phải là xấu, nhưng tin không có cơ sở, tin một cách ngông cuồng, tin đại, cứ tin đi, chết thì chết, có gì đâu mà sợ. Cái đó không phải là niềm tin của Chúa nhá. Mọi người hiểu không? Nhà chúng ta không tin vào chuyện truyền thuyết, tôi không tin vào cổ tích, tôi không dạy gì đưa hai thằng con trai của tôi, đó là những công ty đặc biệt quan trọng, tài sản của Chúa giao cho tôi, vào một niềm tin vớ vẩn. Cảm ơn Chúa Giêsu của tôi không phải là sản phẩm của chuyện cổ tích hay truyền thuyết. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu không phải là thạch xanh. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu không phải là Lạc Long Quân, không phải là rồng và tiên, mà Chúa của tôi là một nhân vật lịch sử có thật. Ngài Giáng sinh, Ngài sống lại, cây đinh đóng trên tay của Ngài là cây đinh có thật, thập tự giá có thật, Jerusalem có thật, ngôi mộ trống có thật, và con của tôi được trao vào tay của một đấng có thật, không phải chuyện cổ tích. Quyển Thánh Kinh mà bạn đang có trong tay không phải là chuyện cổ tích kho tàng của Việt Nam, mà nó là Kinh Thánh. Mở đầu của nó không phải là ngày xưa, mà nó là ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, tôi vô cùng cảm ơn Chúa với lời khẳng định đó. Ban đầu đó là một tiên đề. Tôi học toán, tôi học hóa, tôi học lý để thi đi du học tại nước ngoài. Tất cả những cái điểm cao đó đều được xây dựng trên những tiên đề. Tiên đề không cần chứng minh, tiên đề không cần đòi hỏi phải chứng minh. Nó là điều chân lý. Và Chúa đã đưa ra một chân lý: ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất, ban đầu có Ngài, và từ Ngài chúng ta nhận được mọi sự khác. Hallelujah, amen. Bởi vậy cho nên bạn là người có học, bạn là nhà khoa học nghe bài giảng ngày hôm nay tại đây, hãy nhớ một điều: Chúa của tôi không phải chuyện cổ tích. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Tiếp theo, cũng câu này, câu số 17. Kẻ nhạy dặn dễ hành động điên rồ, kẻ toan tính chuyện ác không thể nào tránh bị người ta ghét. Tôi khuyên anh chị em, khi đọc Kinh Thánh, hãy đọc nhiều bản khác nhau. Trong máy của tôi có 5 bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt, có 9 bản dịch Kinh Thánh tiếng Nga. Thế ra mỗi một câu Kinh Thánh như vậy, chúng ta hãy nghiên cứu đọc những bản dịch khác nữa để cho rõ nghĩa. Cho nên tin Chúa, chúng ta không phải tin một cách cầu thả. Kinh Thánh dạy rằng đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Tôi không thể tin vào một điều không có cơ sở. Tôi không thể đưa vợ tôi và cả gia đình tôi vào một điều mà cứ thử đi. Xin lỗi, tôi không thể thí con tôi và vợ tôi vào cái thử nghiệm được. Tôi phải là người biết chắc Chúa muốn gia đình tôi và chúng tôi làm gì. Amen. Cảm ơn Chúa. Câu Kinh Thánh thứ hai, Châm Ngôn đoạn 19. Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải là một điều hay,
Và kẻ nào vội bước bị vấp phạm. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va. Ok, lần sau mình rút kinh nghiệm, tắt điện thoại trước khi vào nhóm thì tốt. Và tất nhiên, chúng ta cũng không giận trách gì người mà điện thoại đang kêu như vậy. Chúng ta hay quên lắm. Anh chị lần nào quên chứ, giơ tay tôi xem. Quên nhiều lắm. Tôi thường xuyên quên. Và vợ tôi đôi khi phải chỉnh tôi lắm. Mỗi lần đi chợ là cô phải viết ra, nếu bắt đầu từ hai món trở lên là phải ghi vào giấy. Đến đó bắt đầu chìa ra xem, đọc từng chữ một. Tôi chỉ nhớ được có hai món thôi. Món thứ ba trở ra là không còn nhớ nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy thông cảm. Và bởi hội thánh luôn luôn có cái bản hình viết lên trên. Khi vào trong này chúng ta hãy cắt tắt điện thoại hoặc chuyển về hệ thống Zoom. Hãy làm điều đó để đỡ mất thời gian. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Kinh Thánh như vậy, nhưng bản dịch mới dịch ra như sau này: lắng nghe thật chăm chú, nhiệt thành nhưng thiếu tri thức là điều không tốt. Cảm ơn Chúa, lại có thêm ai đó lại réo tiếp. Đây là phương Nam gọi phương Đông nghe rõ không trả lời. Ok, đây là thử đấy, thử sự nhịn nhục của anh chị em đấy. Đến sắp tới đấy, có một cái chuông thứ ba sẽ réo tiếp đấy. Chúng ta cùng nhau học bài học. Amen. Tôi ở bên Nga có một cái trường hợp này. Tôi đang giảng như vậy, bỗng nhiên có một chị ngồi. Chị đang ngồi nghe giảng một hồi, sau thấy tôi đang quay một hồi thấy chị biến mất. Chỉ thấy mỗi cái thân chị thôi, còn cái đầu chị biến mất. Chị kéo cái rèm của cái cửa sổ, chị chùm cái đầu chị. Alo, alo, hàng chuyển vào khẩn trương nhá. Nhớ là cái giá này nhá, nhớ cái giá này nhá. Trong khi tôi đứng trên tôi giảng. Chị cứ bàn công việc ở trong cái rèm cửa như vậy. Tôi đứng, tất cả hội thánh khoảng hơn 100 người như ở đây cùng ngồi nhìn tôi dừng lại. Có nhiều khi chúng ta phạm sai lầm giảng át. Giảng càng to, chị càng nói to hơn. Bởi vì bên kia cần phải được nghe. Và chúng tôi đứng như vậy. Tôi đứng, tôi nhìn vào cái chỗ phía chị đó. Và cả hội cùng nhìn về phía chị đó. Chị cứ, đầu tiên chị nói to, chị nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Nhớ nha, nhớ hàng, nhớ hàng nha. Chị quay ra thấy cả một đám người đang nhìn ở phía chị. Xin lỗi, lắng nghe này. Không bao giờ con người đó làm như vậy lần thứ hai. Còn nếu mà bạn mà cứ giảng to hơn, bà này, nhà hàng thì phải nhớ nhá. Và để nói ồn quá thì tao phải nói to hơn. Chúng ta tôn trọng lời của mình nói ra miệng. Thành ra người nói phải có người nghe. Và khi bạn tôn trọng lời nói đó đó, thì lời đó khi bạn nhận xong nó có quyền thay đổi đời sống của bạn. Amen. Thật ra hỡi những bà vợ, nếu chồng bạn không còn muốn nghe nữa, đừng có nói thêm nữa. Ông đã đứng dậy đi ra khỏi đấy. Nhớ nhá, cái mặt mày nhá, mặt mày nhá. Mặt mày cái gì? Nó đâu có nghe đâu mà mặt mày. Amen. Amen. Giờ nếu đi xe ô tô, mà nếu cái ông nào đó mà ông suýt quẹt ngang qua mũi đó, đừng chửi hai tiếng đồng hồ tiếp theo. Họ đâu có nghe bạn đâu. Vợ bạn và con bạn nghe. Khổ bạn. Amen. Tôi gì phải làm như vậy. Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức là điều không tốt. Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ, chỉ làm hỏng việc mà thôi. Kẻ dại làm theo sự dại của mình và thất bại, rồi sau đó nổi giận trong lòng và oán trách Chúa. Bản dịch mới đấy, đọc lại nhá. Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức là điều không tốt. Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ, chỉ làm hỏng việc mà thôi. Thầy giáo Abraham Lincoln nói một câu nổi tiếng: nếu người ta cho tôi 5 năm cưa cây thì 4 năm đầu tôi sẽ mài lưỡi và học cách cưa cây, năm cuối cùng tôi sẽ cưa cây. Có nhiều người không cần biết lưỡi sắc hay cùn, không cần biết cây đổ phía nào, cứ chặt đã, cứ cưa đã, nó đổ vỡ cả nhà, xong rồi tiếc. Bởi vậy cho nên, chưa chắc lòng nhiệt thành của bạn đã được việc. Chúa không kêu gọi bạn cứu để mà vất vả. Chúa kêu gọi bạn được cứu để mà kết quả.
chứ không phải mà để vất vả. Amen. Amen. Kết quả quan trọng hơn vất vả. Có rất nhiều bà mẹ chỉ muốn bộc lộ cái vất vả của mình cho con nó thương xót thôi. Còn kết quả thì không thấy đâu. Thế ra khi vất vả rồi bắt đầu bài ca không quên. Thế ra bạn để ý tai con bạn nó không phải nó bị tai thối đâu. Nó nhét cái bông vào đây để không nghe tiếng bạn đâu. Nhiệt thành nhưng thiếu tri thức là điều không tốt. Vội vàng làm nhưng chưa suy nghĩ kỹ chỉ làm hỏng việc mà thôi. Kẻ dại làm theo sự dại dột của mình và thất bại, rồi nổi giận trong lòng và oán trách Chúa. Hãy cẩn thận, không phải Chúa không muốn cho bạn được phước, nhưng vì chúng ta làm không suy nghĩ, làm không suy xét. Hãy để thời gian suy nghĩ kỹ trước khi làm. Chúng ta đôi khi cứ làm đại rồi sau đó suy nghĩ hối hận nhiều và mất thời gian, rồi dằn vặt bản thân cả thế kỷ. Câu Kinh Thánh thứ 3, anh chị em nhận được điều gì từ lời Chúa không? Chúng ta hãy cẩn trọng một chút nhé. Amen. Amen anh chị em. Anh chị em nhìn sang người lân cận, mắt nhìn vào mặt họ và họ cũng nhìn vào mặt bạn. Đố bạn biết họ có mấy tai? Đố bạn biết họ mấy miệng? Một. Thế mà tại sao nói nhiều hơn nghe? Tai Chúa tạo dựng chúng ta hai, miệng chỉ có một thôi, để mà nghe nhiều hơn, suy xét nhiều hơn, quyết định. Nói ra miệng chậm chậm chút, ít hơn chút, và nghe nhiều hơn. Cái đó là tại sao thỏ rừng bây giờ vẫn còn tồn tại, mặc dù không có vuốt, không có răng nanh, không có thuốc độc, mà nó vẫn tồn tại được bởi vì nó có một cái vũ khí, đó là cái đôi tai dài. Anh chị em có bao giờ nhìn thấy tai thỏ chưa? Vì sao nó lại to như vậy? Bởi vì nó không có vũ khí nào khác ngoài cái đôi tai này để nghe. Cứ tiếng là chuồn ngay. Cứ nghe cái gì hơi nguy hiểm là chuồn ngay. Thế ra nó mới thoát đến bây giờ đấy. Thế ra bạn có thể nói với tôi rằng: mục sư ơi, tôi không có vũ khí gì, tôi không có tài năng gì. Bạn có một cái tài năng chỉ cần tập luyện thôi. Mọi người biết cái tài năng gì không? Mau nghe, chậm nói, chậm giận là thoát hiểm nhiều lần rồi đấy. Chỉ cần mau nghe, chậm nói, chậm giận là đã thoát nạn rồi. Ok, Châm Ngôn đoạn 22. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải vạ. Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Trong đường kẻ gian tà có gai trông và cái bẫy, ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. Bản dịch mới viết như sau: người khôn ngoan thấy hiểm nguy liền ẩn tránh, nhưng kẻ dại khờ cứ bươn càn nên gánh vạ vào thân. Phần thưởng cho người khiêm nhường, cho sự khiêm nhường kính sợ Chúa, là giàu có, tôn trọng và mạng sống. Trên đường người gian tà có gai trông và cạm bẫy, người biết giữ mạng mình nên tránh lối ấy thật xa. Đó là lời dạy mà Chúa dạy mỗi chúng ta. Có một anh bên Nga, anh bị bọn đầu trọc đánh khâu 7 mũi. Tôi đến thăm viếng anh và cầu nguyện. Anh ấy nhìn tôi rất là bực tức. Anh nói rằng: mục sư, tôi đâu phải là người tin Chúa tầm thường đâu, tôi là người đi truyền giảng mà. Thế mà tại sao Chúa không bảo vệ tôi, bị nó đánh cho 7 mũi ở đầu đây? Tôi bảo anh kể lại cho tôi nghe rõ xem. Trường hợp nào? Tôi vừa ra khỏi metro ở Opsokon, vừa lên đó, Chúa nói với tôi rằng: đi đường khác. Tôi nói rằng: Chúa ở cùng con, con không sợ gì hết. Tôi đi thêm 50 thước nữa, gần 100 thước nữa, thấy một đám đứng ở trong khu rừng đó, mà đường đó phải đi ngang qua khu rừng nhỏ. Có giọng nói trong tôi nói: đi đường khác. Nhưng tôi bảo: hèn nhát, cứ đi, Chúa bảo vệ mình. Tôi lao tới, đi mà không thèm nhìn chúng nó. Thế là đầu tắt mặt tối, ngất xỉu, vào đây tỉnh dậy bị khâu 7 mũi rồi. Tôi nói rằng: anh ơi, anh nói là cái thứ tiếng đó nói, anh hiểu được tiếng gì không? Đây này,
Câu Kinh Thánh này này, người khôn ngoan thấy hiểm nguy liền ẩn tránh, nhưng kẻ dại khờ cứ bươn can và gánh vạ vào thân. Có nhiều những hợp đồng bạn chuẩn bị ký, đừng ký vội. Và đặc biệt khi được đối tác cho những lời hứa rất là hay, hãy bình tĩnh. Kể cả mắt bạn, không viễn không cận, cứ đeo kính trước đã. Trong lúc bạn chuẩn bị ký, cứ lục túi từ từ tôi xem kính, mặc dù không cận, để mà kéo dài thời gian cho mình bình tĩnh chút. Nhá, đeo kính và tôi ra rửa tay cái, rửa mặt cái. Vì khi bạn rửa tay, rửa mặt, bạn đi ra khỏi thế giới khác. Lắng nghe tôi nói này, có những kẻ chuyên viên ký hợp đồng thay cho người khác. Và những người đó họ có cách làm việc với bạn. Họ sẽ dùng cái khả năng để bẻ gãy ý muốn của bạn. Bạn chỉ có gật đầu cái gì mà họ muốn thôi. Tôi nói trước cho bạn biết, thương trường là chiến trường. Bạn không thể ngò ngạch như chiên dẫn tới hàng làm thịt được. Có những người chuyên gia ký hợp đồng hộ người khác. Họ có cách nói chuyện, hoặc họ luôn luôn được mời đi cùng với những con người đó để mà nhìn vào mắt bạn, hỏi những câu hỏi mà tấn công bạn, bẻ gãy. Người ta ngoài đời gọi là dùng cái vía để mà chọc người khác vậy. Thành ra có nhiều khi bạn ký xong rồi bạn về bạn ức. Bạn đã bao giờ gặp cái đối tượng như vậy chưa? Nói chuyện với họ cái gì bạn cũng gật đầu, nhưng về nhà bạn tức. Và tại sao mình gật đầu không đúng cái gì lòng mình muốn? Câu trả lời, bạn hãy cẩn thận, rửa mặt thường xuyên. Đang trong lúc mà bạn thấy bắt đầu thấy hơi nóng mặt rồi, bắt đầu thấy mình không còn là mình nữa, xin phép tôi bị đi đái dắt. Dạ, xin lỗi họ, tôi bây giờ tôi phải đi vào toilet. Vào đó, 3-4 phút rửa mặt, lau mặt đàng hoàng, bạn sẽ tỉnh hơn. Bạn sẽ thấy rằng, cạm bẫy, thử mà xem. Bạn có thời gian để tỉnh táo cầu nguyện, thử mà xem. Khi con bạn hư, đừng vội trừng phạt con của mình. Con của bạn cần biết điều sai, chứ không cần cái roi của bạn đập trên nó hoặc là cơn thạnh nổ. Hãy nói với con vào phòng ngồi đợi ba, bắt buộc phải rửa tay trước anh chị em, mặc dù tay không bẩn. Hãy rửa tay, rửa mặt 2-3 phút. Ở trong đó bạn đặt câu hỏi, chú ơi, con phải làm gì với con của con? Khi mà bạn dạy nó sẽ nhận được cái bài học, chứ không phải cơn thạnh nổ từ bạn trút xuống. Có nhiều khi bạn giận cá chém thớt, con bạn gánh đủ cái gì ở công ty của bạn đè trên bạn. Con tôi không thể gánh nan đề của hội thánh này được. Có nhiều những nan đề trong hội thánh bạn không thể mang về nhà trên bàn cơm với con của mình được. Có những nan đề trong cái quán ăn của bạn không thể mang về đổ trên vợ trên con được. Amen. Hãy quay sang lân cận nói rằng, con của bạn là tài sản, là phần thưởng, là niềm vui. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Chúa là giàu có, tôn trọng và mạng sống. Trên đường kẻ gian tà có gai trông và cạm bẫy. Bởi vậy cho nên anh chị em đừng bao giờ ghen tị với kẻ tập tành sự ác mà được thạnh vượng. Ở trên con đường của kẻ ác luôn luôn có gai, luôn luôn có trông và luôn luôn có cạm bẫy. Bạn không cần đánh, kẻ ác cũng tự ngã. Lắng nghe lời của Chúa nói này, kẻ ác mà bày binh bố trận đánh bạn, hãy cầu xin Chúa để bạn đừng vướng vào cái bẫy của họ. Bạn không cần phải chống kẻ ác. Bạn mà chống lại kẻ ác và trừng trị họ thì bạn đã đứng thay vào vị trí của Đức Chúa Trời rồi. Đừng chống lại kẻ dữ, hãy cầu nguyện. Kinh Thánh chép rằng không cần chống. Trên đường của kẻ gian ác có gai, có trông và có cạm bẫy. Sớm muộn gì kẻ ác sẽ sa vào hố của chính nó đào. Việc của chúng ta đừng mất thời gian và chất xám vào cái suy nghĩ chống lại kẻ ác làm gì. Hãy tìm kiếm sự tỏ ra từ trời để bạn sống thạnh vượng, ngủ ngon, ăn ngon, hạnh phúc và bình an. Còn kẻ ác tự nó đã trừng phạt nó rồi. Amen. Câu Kinh Thánh cuối cùng,
con có thấy kẻ hốp tốp trong lời nói của mình chăng? Bởi cớ đó, hãy xem lại gương. Mỗi một buổi sáng, hãy ngắm mình trong gương. Tôi nói thật đấy, chứ không phải nói đùa đâu. Kể cả bạn không có tóc, vẫn soi gương mà chải tóc. Bạn nhìn gương, ngắm lại tất cả những điều mà trên khuôn mặt của bạn. Mỗi một lần nhìn gương, tôi luôn nói rằng 7 kỳ quan thế giới đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vẫn nguyên vị. Chưa bị mất kỳ quan nào. Nó không phải là kỳ quan sao? Chúa tạo dựng đúng vị trí của nó. Mà nó nằm đúng kiểu của nó. Nó không bị lệch kiểu này. Mà hai cái tai này nó không nằm ở đây. Bởi vậy cho nên mau nghe, chậm nói và chậm giận giúp chúng ta hữu ích nhiều lắm. Kẻ giận và bực thường ký hợp đồng hấp tấp. Kẻ thường giận và bực hay hấp tấp trong lời nói. Lời Kinh Thánh chép rằng con có thấy kẻ hốp tốp trong lời nói của mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn. Kẻ ngu còn được thành công hơn kẻ hốp tốp. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau xin Chúa giúp mình. Lời bản dịch mới có nói rằng còn có thấy kẻ vội vàng phát biểu ý kiến của nó chăng? Một kẻ dại dột còn có hy vọng hơn nó. Đây là những điều mà ngày hôm nay tôi chia sẻ nguyên nhân tại sao tôi đau khổ. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta không còn đau khổ nữa. Và nếu như chúng ta đã từng bị sập bẫy hoặc đau, thì hãy tìm nguyên nhân tại sao đau để mà không khổ. Đừng bao giờ nghĩ đau mà là khổ. Đau mà không hiểu vì sao đau là khổ. Nghèo mà không hiểu vì sao nghèo thì là hèn. Còn nếu bạn tìm được nguyên nhân, bạn sẽ giàu lên, bạn sẽ hết khổ, bạn sẽ cho nhiều kẻ khác giàu nữa. Amen. Ai là người muốn hết đau khổ? Giơ tay tôi xem nào. Nào mời anh chị em cùng nhau đứng dậy nào. Chúng ta cùng cầu nguyện. Hallelujah. Bảy nguyên nhân tại sao tôi đau khổ ngày hôm nay. Bốn nguyên nhân đầu tiên chiếm 70-80%. Những điều xảy ra với bạn. Bốn nguyên nhân đầu tiên chiếm 70-80% những nan đề mà bạn gặp. Còn ba điều sau nó gặp ít lắm. Điều thứ nhất, sự thiếu hiểu biết của tôi và bạn. Điều thứ hai, sự thiếu hiểu biết của người cùng làm việc, cùng thuyền với bạn mà bạn phải gánh hậu quả. Điều thứ ba, bởi vì hốp tốp trong lời nói, suy nghĩ không chín chắn, không kiểm tra từng bước một của mình cho nên bị đau khổ. Điều thứ tư, tội mà chúng ta phạm đã gánh hậu quả không lường. Thành ra chúng ta không đổ tội cho người hàng xóm, không đổ tội cho người thân của chúng ta, mà bắt đầu nhìn vào bản thân của mình. Kể cả người cùng thuyền gặp thất bại mà bạn phải gánh hậu quả, thì nó cũng là tội của bạn. Vì bạn là người gánh trách nhiệm, bạn quyết định sai cho nên dẫn tới hậu quả. Nào chúng ta hãy đến với Chúa nhắm mắt lại cầu nguyện. Tôi muốn lời không phải chỉ hôm nay gió thổi ngang qua tai này tới tai kia của bạn, mà sự thật nó được ngấm trong lòng, nó ở với bạn, nó giúp đỡ bạn. Qua những lời nói vừa rồi mà Chúa đã phán, qua những câu kinh thánh, qua lời giảng vừa rồi, chỉ cho tôi và bạn biết nguyên nhân tại sao chúng ta đau khổ. Hãy suy xét lại, giả xét lại. Đây là cơ hội để về nhà vợ chồng ngồi lại với nhau, bố mẹ ngồi lại với con cái, người chủ ngồi lại với người cùng làm việc, cùng nhau suy xét, lật lại vấn đề. Chúa không bao giờ lãng phí kể cả thất bại của bạn. Ngài sẽ tận dụng những thất bại đó, những nỗi đau đó của bạn để trang bị cho bạn một điều tốt hơn. Thất bại ở trong đó có chiến thắng. Nếu bạn học được tại sao thất bại ngày hôm nay, thì ngày mai
hạt giống chiến thắng đó bạn sẽ gặt được. Thất bại là chiến thắng nếu bạn biết được nguyên nhân. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài ban thần trí của sự khôn sáng, sự tỏ ra cho mỗi chúng con để nhận biết Ngài. Hãy soi sáng con mắt của lòng mỗi chúng con để chúng con có thể rút tỉa những kinh nghiệm qua thất bại trong quá khứ, trong hôn nhân thất bại, trong công việc làm ăn bị bại lụi, trong những lời hứa không thành, trong những hợp đồng chúng con vô tắc trách. Bất cứ một thất bại nào mà chúng con đã gặp, hãy giúp cho chúng con hiểu được tại sao, để chúng con thay đổi nó ngày hôm nay. Chúng con không muốn sống giả hình, hãy giúp chúng con nhìn thật vào bản thân của mình, sự thật chúng con đang ở đâu, để biết chúng con từ đâu tới và giải quyết hậu quả của quá khứ đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện cho những con người này, sự ban phước của Ngài trên họ. Con cảm ơn Ngài, sự khôn ngoan đến trên những con người này. Và đây là lời cầu nguyện chúc phước cho họ. Lạy Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng, sự tỏ ra cho mỗi người tại đây nhận biết Ngài. Hãy soi sáng con mắt của lòng chúng con để biết được sự kêu gọi, qua đó có sự trông cậy. Hãy soi sáng con mắt của lòng anh em chúng con biết được của cải giàu có nơi vinh hiển. Quyền năng vô hạn của Ngài hành động trong lòng chúng con là lớn dường nào. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.